Thưa quý vị, khép lại 20 ngày cao điểm toàn thành phố thực hiện, ai ở đâu thì ở đó, quyết tâm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cùng với sự ghi nhận và trân trọng những nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân sự. Hình ảnh về sự xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên thanh niên đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên Như Ý Phước Hiền tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Những dòng nhật ký về hành trình 20 ngày cao điểm chống dịch COVID-19 không thể quên, được đoàn phường cập nhật mỗi ngày. Đó là những kỷ niệm về những công việc không tên và chưa bao giờ các bạn nghĩ đến. Đa số họ là những thanh niên chỉ quen cầm bút. Thế nhưng nay lại làm tốt tất cả các việc từ bốc vác hàng hóa, thống kê, shipper, bán hàng online đến dịch vụ vệ sinh. Có ngày họ khuâng vác đến hàng chục tấn hàng hóa, nhưng vẫn một ý chí quyết tâm cống hiến hết mình vì quê hương, góp sức nhỏ để đồng hành cùng mọi người, mọi nhà vượt qua khó khăn lúc dịch bệnh. Với tinh thần thanh niên xung kích, công việc tuy khó khăn nhưng tụi em vẫn góp một chút sức lực của mình vào công tác phòng chống dịch của địa phương. Mồ hôi chưa kịp ráo, bữa ăn vội chưa kịp xong, thế nhưng khi nhận lệnh thì họ luôn sẵn sàng. Màu áo xanh tình nguyện có mặt khắp nơi, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, truy vết trong đêm mưa gió hay giữa trưa nắng gắt, kịp thời chuyển các đơn hàng đi chợ giúp dân, tiếp nhận rau, củ và phân chia, chuyển phát kịp thời đến từng hộ dân. Đặc biệt, đội xe không đồng lăn bánh không quản ngày đêm hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và giúp người dân trong trường hợp đau ốm, cấp cứu. Dù mưa, dù nắng, đoàn thanh niên phường Hòa Hải dân cần mua cái chi là đoàn thanh niên cũng tới tận nhà, đem tới tận nhà giúp cho dân nhiệt tình. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, đó là tinh thần mà anh em tình nguyện viên phường luôn xác định với các bạn. Mỗi xanh thanh niên luôn là niềm tự hào, thôi thúc các bạn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong cuộc chiến chống COVID-19 còn nhiều gian nan, tuổi trẻ Hòa Hải nói riêng, quận Ngũ Hành Sơn và thành phố Đà Nẵng nói chung đã và đang sẵn sàng đối mặt với tinh thần quyết tâm tự hào cùng niềm tin quyết thắng đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.